Chào các em, tiếp nối các video về chuỗi các phương pháp giải bài tập vật lý lớp 12. Ngày hôm nay, cô giáo muốn giới thiệu với các em tiếp về cái chuyên đề 2 về con lắc lò xo với dạng số 2, chiều dài của con lắc lò xo, lực đàn hồi, lực hồi phục và điều kiện vật không rời nhau. Để có thể giải được các cái bài tập của dạng bài tập này, các em cần chú ý cho cô các cái kiến thức vật lý sau. Trường hợp mà con lắc treo thẳng đứng, các em hãy quan sát ở trên cái hình vẽ. Khi con lắc treo thẳng đứng thì cái chiều dài của lò xo đã bị biến dạng ban đầu. Đó là đoạn một đoạn, đó là delta L0. Và xét tại cái vị trí có ly độ x bất kỳ, lúc đó thì chiều dài của lò xo sẽ được xác định bởi biểu công thức, đó là L0, delta L0 và x với chiều dài của lò xo tại vị trí bất kỳ sẽ bằng tổng các cái giá trị này. Và khi chiều dài lò xo đạt giá trị lớn nhất khi x bằng dương A và giá trị nhỏ nhất khi x bằng âm A, lúc đó thì chúng ta sẽ có cái chiều dài cơ bản, chiều dài tại cái vị trí cân bằng bằng L min cộng L max chia 2. Và từ đó chúng ta cũng sẽ tính được cái vị trí biên độ A bằng L max trừ L min chia 2. Đây là cách để tính biên độ đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng. Và lúc này thì lực đàn hồi là cái sức căng của lò xo. Và lực đàn hồi sẽ được xác định bởi công thức như các em đang quan sát ở đây. Delta L0 cộng x trị tuyệt đối nhân với K chính là độ lớn của lực đàn hồi. Và độ lớn của lực đàn hồi lớn nhất khi nó x sẽ bằng dương A. Và độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất khi x bằng âm A. Và nếu mà x lớn hơn A lớn hơn bằng delta L0 thì lúc đó F nén max sẽ bằng K nhân với A trừ delta L0 và lực đàn hồi min bằng 0. Các em hãy chú ý về các cái giá trị đặc biệt khi mà con lắc lò xo treo thẳng đứng nhưng mà trục OX có chiều dương hướng lên thì F đàn hồi sẽ bằng K nhân trị tuyệt đối của delta L0 trừ X. Và cái độ dài của chiều dài lò xo sẽ bằng là delta L0 cộng với L0 trừ đi X. Tiếp theo là cái độ lớn của lực hồi phục. Lực hồi phục hay còn gọi là lực phục hồi. Và lực phục hồi sẽ được xác định bởi công thức là trừ K nhân X và độ lớn của nó là bằng K nhân X. Và lực hồi phục max sẽ bằng K nhân A và đương nhiên hộ lực hồi phục min sẽ bằng 0. Một vật mà chịu tác dụng của hợp lực thì sẽ có cái biểu thức là F bằng trừ K nhân X và vật đó sẽ luôn dao động điều hòa. Trường hợp mà con lắc lò xo nằm ngang thì delta L0 bằng 0, tức là độ biến dạng ban đầu là không có. Và lúc đó chiều dài lớn nhất của lò xo sẽ bằng L0 cộng A và chiều dài nhỏ nhất là L0 trừ A. Lúc đấy lực đàn hồi sẽ bằng với lực phục hồi và bằng công thức đó là K nhân X. Lực phục hồi max, lực đàn hồi max sẽ bằng K nhân A và lực phục hồi min và lực đàn hồi min sẽ bằng 0. Điều kiện để vật không rời hoặc là trượt trên nhau. Trường hợp thứ nhất là khi vật M1 đặt trên vật M2 dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Như các em quan sát ở hình vẽ này, M1 này. Thì để cho M1 luôn nằm trên M2 trong quá trình dao động thì điều kiện của nó đó là biên độ phải nhỏ hơn hoặc bằng tỷ số G chia omega bình phương.
và người ta xác định nó bằng M1 cộng M2 nhân G chia K. Và biên độ lớn nhất chính bằng G chia omega bình phương. Trường hợp số 2, vật M1 và M2 được gắn vào hai đầu của một lò xo đặt thẳng đứng. M1 dao động điều hòa, M2 nằm yên trên mặt sàn trong quá trình M1 dao động điều hòa. Như cái hình vẽ số 2 này, thì điều kiện để cho nó không rời khỏi nhau là biên độ phải nhỏ hơn bằng M1 cộng M2 nhân G chia K. Lúc đó cái A max sẽ bằng M1 cộng M2 nhân G chia K. Trường hợp số 3 là vật M1 đặt trên vật M2 dao động điều hòa theo phương ngang. Hệ số ma sát giữa M1 và M2 là nu, bỏ qua ma sát giữa M2 và mặt sàn. Đây chính là cái hình vẽ của cái trường hợp số 3. Và để M1 không trượt trên M2 trong quá trình dao động thì biên độ phải nhỏ hơn hoặc bằng nu nhân tỷ số G chia omega bình phương. Và từ đấy ta sẽ kết luận với trường hợp biên độ max bằng nu nhân G chia omega bình phương và bằng nu M1 cộng M2 nhân G chia K. Sau đây, cô giáo xin giới thiệu với các em các cái ví dụ điển hình. Ví dụ thứ nhất, một vật có khối lượng là M bằng 0,25kg treo vào một lò xo có độ cứng là 10 N/m. A. Xác định cái lò xo dao động với biên độ A bằng 10 cm và tính cái độ lớn của lực đàn hồi cũng như là lực đàn hồi cực đại. B. Tính độ lớn của lực hồi phục và lực đàn hồi của lò xo khi vật cách vị trí cân bằng 5 cm, biên độ vẫn là 10 cm. Con lắc lò xo sẽ dao động với biên độ khác. Lực đàn hồi của lò xo sẽ có độ lớn nhỏ nhất là 0,5 N. Tính cái biên độ dao động, lấy G bằng 10 m/s bình phương. Đối với bài này, chúng ta cần cái phương pháp giải như sau. Trước hết là đối với cái phần số A, phần 1, ta áp dụng công thức lực phục hồi bằng lực đàn hồi và bằng K nhân X. Với biểu thức là lực phục hồi max sẽ bằng lực đàn hồi max và bằng K nhân A. Và từ đấy chúng ta sẽ tính được là F đàn hồi max và F phục hồi max bằng 1 N. Phần B, chúng ta áp dụng cái công thức đó là F phục hồi bằng trừ K nhân X. Từ đấy chúng ta sẽ suy ra là F phục hồi sẽ bằng là 0,5 N. Và từ cái giá trị 0,5 N này, chúng ta sẽ tính được cái độ lớn của lực đàn hồi. Lực đàn hồi sẽ bằng K nhân delta L cộng trừ X. Và từ đấy chúng ta sẽ đưa ra được các cái giá trị là bằng 3 N hoặc bằng 2 N khi các cái trục tọa độ hướng theo các hướng khác nhau. Khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất bằng 0,5 N thì ta cũng sẽ áp dụng cái công thức đó là F đàn hồi min bằng K nhân trị tuyệt đối của delta L0 trừ A. Và chúng ta dùng phương pháp giải máy tính cầm tay phần số 1 cô giáo đã hướng dẫn với các em ở các cái video trước. Các em sẽ tính được cái A sẽ bằng 20 cm. Ví dụ tiếp theo, hệ dao động trên mặt ngang và có cấu tạo như cái hình vẽ các em quan sát ở bên. Vật M2 trượt không ma sát trên mặt phẳng với chu kỳ là 0,8 giây. Vật M1 trượt trên M2 theo cái mặt tiếp xúc phẳng. Hệ số ma sát giữa M1 và M2 là 0,25. Lấy G bằng 10 m/s bình phương, B bằng 10, B bình phương bằng 10. Tính cái biên độ dao động lớn nhất của M2 để cho M1 không trượt trên M2.
Đối với bài này, chúng ta cần có phương pháp giải như sau. Chúng ta áp dụng cái trường hợp là điểm M1 trượt trên M2 trong quá trình dao động thì cái biên độ mắc sẽ bằng nu nhân g chia omega bình phương. Và có công thức là nu bằng M1 cộng M2 nhân g chia k. Mặt khác thì ta biết rằng bài toán cho t bằng 2 pi nhân căn bậc 2 của M1 cộng M2 chia k. Từ đấy chúng ta sẽ xác định được cái a max bằng nu t bình phương chia 4 pi bình phương nhân g. Thay số vào chúng ta sẽ tính được cái a max là 4 cm. Ví dụ tiếp theo. Một lò xo có độ cứng là K bằng 110 Newton trên mét được treo thẳng đứng, treo vào một vật có khối lượng là 250 g. Từ vị trí cân bằng, nâng vật lên một đoạn là 50 cm rồi buông nhẹ. Lấy g bằng pi bình phương và bằng 10 m/s bình phương. Tính cái thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ. Đối với bài toán này, chúng ta sẽ có phương pháp giải như sau. Ta áp dụng công thức delta L0 bằng M nhân G chia K. Lúc đấy chúng ta sẽ tính được cái delta L0 bằng 25 cm. Và ta nhận thấy rằng là cái delta L0 thì nhỏ hơn cái biên độ của vật là 50 cm. Lúc đấy chúng ta sẽ xác định cái thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là delta T bằng 2 nhân delta phi chia cho omega. Với delta phi được xác định bởi công thức cốt của delta phi bằng delta L0 chia A. Từ đấy ta suy ra được cái delta phi sẽ bằng pi trên 3 và áp dụng công thức trên. Ta có là, và thay số vào ta có là delta T sẽ bằng 2 pi chia 3 nhân với 0,25 chia 10 trong căn. Ta sẽ xác định được cái delta T bằng 1/3 giây. Ta chọn đáp án C. Qua cái ví dụ cô giáo vừa giới thiệu với các em thì các em đã thấy rằng là đối với dạng bài toán này chúng ta cần phải có những cái phương pháp giải hữu hiệu và tốt nhất bằng cái lý thuyết. Và các em cũng nên nhớ các cái lý thuyết cơ bản mà cô đang giới thiệu với các em ở đây. Thứ nhất là xác định cái chiều dài của con lắc lò xo trong từng trường hợp, từ đó đưa ra được cái công thức tính biên độ dao động của con lắc lò xo. Cái thứ hai là xác định được cái công thức của lực đàn hồi cũng như là lực phục hồi lớn nhất, nhỏ nhất trong từng các cái trường hợp cụ thể. Và tiếp theo nữa, các em sẽ xác định được cho cô các cái trường hợp mà nó đặc biệt về chiều dài của lò xo cũng như là lực đàn hồi cũng như lực phục hồi trong những trường hợp đặc biệt nó khi nó bằng nhau. Ngoài ra các em cũng cần nhớ cho cô về cái điều kiện để các vật khi mà chúng trượt trên nhau để xác định được các cái giá trị biên độ của bài toán. Đây là những cái bài toán rất là quan trọng trong các cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đại học của các em sắp tới. Và cô hy vọng rằng với những kiến thức cô giáo vừa giới thiệu với các em thì các em cũng sẽ làm tốt được các cái dạng bài tập về con lắc lò xo
và cũng như là dạng bài tập mà trường hợp đặc biệt của con lắc cò xo trong dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã quan sát video của cô.